Giảm hiếu sẽ làm như bãi. Chào các bạn nha, đã quay trở lại với video tiếp theo của em nha các bạn. Rồi buổi sáng ngày hôm nay em sẽ lên cho các bạn hai xe rất đẹp nha các bạn, hai con Rót tay còng nè các bạn. Đó, một con BHR RZ của Tây Ban Nha nha các bạn. Xe này đẹp lắm các bạn, khung nhôm carbon và xe này chất lắm các bạn ơi, đi một cặp đùm niền ma viết luôn các bạn. Đó, và tiếp theo là một con Scott của Mỹ nha các bạn, khung nhôm càng carbon luôn. Con Scott này bữa em bán rất nhiều nha các bạn. Đó, hôm nay lại về thêm một con nữa. Đây, hai con xe rất đẹp luôn. Đó, siêu phẩm thôi các bạn ơi. Em mấy anh em lên tận siêu phẩm rồi, các bạn theo dõi nha, em sẽ báo giá từng chiếc. Em quay em sẽ báo giá từng chiếc nha các bạn. Đó, rồi, chúc các bạn có một ngày thật là nhiều sức khỏe nha. Các bạn nào thấy xe đẹp, xe ok cho em xin nút like, nút chia sẻ, nút đăng ký dưới góc phải màn hình, nút màu đỏ đó các bạn. Đăng ký để không bỏ lỡ em Hiếu nha. Rồi. Em đo size của con BH này trước nha các bạn. Con BH này hào sai tính tới cọc yên là 50 và tính tới giống ngang là 46 nha các bạn. Ngang của em này là ngang 52 nha các bạn. Thì cái chiều cao này thì rất là phù hợp cho từ 1m62 tới 1m75 chạy nha. Rất đẹp nha các bạn, rất ok nha. Con BH nè, em sẽ quay chi tiết con này xịn lắm các bạn ơi. Đó. Đây, con này nè, đi với một bộ tay lắc là Shimano Sora nha các bạn. Shimano Sora rất mới luôn các bạn, nhìn có thể thấy Shimano Sora đây. Đó, Shimano Sora nè. Đó, bao giờ tay cầm rất đẹp, rất mới luôn các bạn ơi. Đó, đây công tăng nè, tay lái nè. Đó, chén cổ của BH luôn nha các bạn. Nó BH bài nè các bạn, BH bài.com đây. BH bài là một thương hiệu xe rất nổi tiếng và rất là lâu đời của Tây Ban Nha nha các bạn. Đó, đây chén cổ FA của Mỹ. Đó, đây. Đó, rất đẹp nha các bạn. Khung sườn rất đẹp luôn các bạn ơi. Đó, khung sườn nhôm, nhôm nhôm siêu nhẹ nha. Mã RT11 nha các bạn. Cái màu xanh này, màu xanh rất đẹp luôn các bạn ơi. Màu xanh trắng rất đẹp luôn. Đây, BHRZ nè. Các bạn thấy tìm hiểu cái con BH này rất là nổi tiếng và rất là lâu đời nha các bạn. Cái thương hiệu rất là lâu đời. Đó, một chiếc xe đời mới này các bạn ơi. Rất đẹp luôn, khung nhôm càng carbon nha các bạn. Cái càng này. Đó, càng carbon nha các bạn ơi. Nó những cái này là những miếng đây là những cái miếng ni lông dán của bảo vệ càng nha các bạn. Rất đẹp luôn. Càng thắng nè, càng thắng Techo nha các bạn. Càng thắng Techo, Techo này Techo xịn nha các bạn ơi. Nó rất là xịn luôn, mã đồng rất đẹp nha các bạn. Logo nè. Đó, logo BH Bay nè các bạn ơi. Đó, rất đẹp luôn. Rồi em sẽ quay tới cặp niền nha. Cặp niền là niền Mavic nha các bạn. Đó, cặp niền thôi rồi cũng tiền triệu rồi các bạn ơi. Cặp niền Mavic nè. Đó, Acacium Ray Mavic nha các bạn. Đến từ Pháp các bạn ơi. Đùm là đùm Mavic luôn nha, đùm bạc trạng các bạn. Em này đi chớn rất là ngon nha các bạn. Đó, tâm inox nè. Tâm inox lá hẹ nha các bạn. À, niền long đền luôn các bạn ơi. Rất xịn các bạn. Vỏ này vỏ 732C các bạn. 732C. Vỏ rất đẹp luôn. Còn rất mới nha các bạn. Vỏ còn rất mới, rất đẹp luôn các bạn ơi. Đó. Đây các bạn, càng nè. Càng rất đẹp nha các bạn. Đây, BH. Đó, một thương hiệu nổi tiếng của Tây Ban Nha. Hôm bữa em bán một con nào ta, hôm bữa là em bán một con Opia cũng là của Tây Ban Nha đó. Đó, con Opia nó cũng bán rồi, cũng của Tây Ban Nha, cũng rất nổi tiếng. Hôm nay về một chiếc BH này. Chiếc này đẹp lắm các bạn, cái màu cực kỳ đẹp luôn, màu xanh ngọc. Đây, em này có một cái cốt yên là cốt yên đàn hồi luôn các bạn, cốt yên đàn hồi nha. Đó, rất là đỡ đau lưng nha các bạn. Đó, các bạn đi đường sóc á, đường dặn á các bạn, nó đàn hồi các bạn rất đỡ đau lưng nha. Yên này, yên thể thao, yên thể thao này em đã thay mới cho các bạn nha. Yên thể thao đã thay mới cho các bạn rồi. Đó. Rất đẹp luôn, tổng quan con xe. Rất đẹp nha các bạn, chạy ngoài đường rất là nổi nha các bạn ơi. Đây, càng thắng sau cũng của Techo mã đồng đây các bạn. Càng thắng sau Techo mã đồng đây. Đó. Mavic Acacium các bạn. Rất đẹp luôn. Các bạn coi chớn của em nó đi nè. Đó, rất ngon nha các bạn ơi. Đùm Mavic nè. Các bạn thấy những cái chỗ mà bắt cầm không? Rất là đẹp, rất là xịn luôn các bạn ơi. Mavic Acacium Ray. Đó, rất đẹp luôn. Rồi em đếm clip của em nói nha. 2, 4, 6, 8, 9 clip các bạn ơi. 9 clip nha. Clip zin theo xe luôn các bạn. Đây, chuyển clip là Shimano Sora đây các bạn ơi. Đó, đây. Cộng dây sơn zin theo xe luôn các bạn ơi.
dò dĩa Shimano Sora, nó bạc đạn nha các bạn, chuyển dĩa Shimano Sora rất đẹp luôn. Đó, một con xe Tây Ban Nha rất đẹp, cực kỳ đẹp luôn các bạn. Càng carbon rất cứng nha. Đây tem của Nhật đây các bạn ơi, tem của Nhật còn đầy đủ nha. Đó, rất đẹp luôn, Shimano Sora nữa các bạn, dò dĩa cực kỳ đẹp luôn. Đó, đã kiểm tra canh chỉnh hoàn hảo hết rồi các bạn. Đó, đây sườn sau nè, BH bài. Đó, một chiếc xe thương hiệu rất nổi tiếng. Đó, chiếc xe này sơn zin nguyên bản luôn, nhìn rất là chất các bạn. Đó, đồ đạc trên xe rất xịn các bạn ơi. Đó, lâu lắm rồi mới về được một con xe, con xe này đi một cặp bánh cực kỳ xịn luôn các bạn ơi. Cặp bánh này trên thị trường cũng phải 4-5 triệu một cặp đó các bạn. Cặp bánh này trên thị trường phải 4-5 triệu một cặp nha, không rẻ đâu các bạn. Cặp bánh Mavic không rẻ đâu nha các bạn ơi. Đó, rồi con BH này em để cho các bạn với giá là 11 triệu em bao ship cho, 11 triệu em bao ship nha. Con BH của Tây Ban Nha rất đẹp luôn các bạn ơi. Đó, nhìn cực kỳ đẹp, màu xanh trắng vàng rất đẹp luôn. Rồi các bạn nào quan tâm thì alo em 0975158377, đó cũng là số Zalo luôn, quan tâm alo em chốt con này nha. Đó, rất đẹp luôn, 11 triệu em bao ship cho các bạn ơi. Rồi tiếp theo, đây là một con Scott của Mỹ nha các bạn, một con Scott của Mỹ. Rồi em đo cái size, rồi cái size của em Scott này xem các bạn ơi. Rồi tính tới cọc yên là 50 các bạn, và tính tới giống ngang là 45 các bạn ơi. Đó, ngang em này là ngang có 50 thôi các bạn ơi, thì rất là phù hợp cho từ 1m6 tới 1m7 chạy rất đẹp nha các bạn. 1m6 tới 1m7 chạy rất đẹp rồi các bạn ơi. Đó, đây bộ tay lắc của Shimano đây các bạn, 8 lít các bạn, bộ lắc Shimano 8 lít chip bồ này các bạn, chip bồ này là 3 dĩa nha các bạn ơi. Tay lái của Scott, công tăng Scott luôn, theo xe hết luôn các bạn, chén cổ luôn của Scott luôn các bạn ơi. Thì bạn biết rồi, cái con Scott này chạy rất ngon nha các bạn. Đây Hero các bạn, con Scott đó, tổng quan cái sườn không chạy không mất méo gì luôn các bạn ơi, cái sườn rất đẹp luôn. Đó, càng là càng carbon nha các bạn, càng carbon. Đó, niền nè các bạn ơi, niền RX6000 nha các bạn, niền của Zacco nha các bạn ơi, rất xịn luôn, đùm là đùm Scott luôn nha các bạn ơi. Tâm inox, niền xé gió. Đó, vỏ này là vỏ 723C các bạn, vỏ 723C. Đó, cầm thắng nè, cầm thắng Shimano, nhôm trắng rất đẹp luôn. Đó, đây cục yên của Scott luôn nha các bạn, và cái yên của Scott luôn, và cái yên này bị rách đây, miếng đây nó yên này hơi bị rách các bạn ơi, thì em sẽ thay cho các bạn cái yên này nha, em sẽ thay cho các bạn một yên thể thao giống như vậy nha các bạn. Đó, thay cho các bạn một yên giống vậy, rồi yên này các bạn về bọc lại nha, bọc lại xài cái yên zin rất xịn nha các bạn. Đây cái mà khóa cũng của Scott luôn các bạn ơi, cầm thắng Shimano này. Thì bánh sau cũng vậy hết các bạn ơi, bánh sau bánh trước là đều của Bana Racer, Made in Japan 725C. Đó, 725C nha các bạn. Đó, niền nè, niền nhôm, niền nhôm của Zacco nha các bạn, rất xịn. Rồi X6000 tâm inox nè các bạn, 8 lít nha các bạn ơi, 2, 4, 6, 8 lít, 8 lít Shimano nha các bạn. Dầu dĩa đây, dầu dĩa Chuvati nha các bạn. Đó, dầu dĩa Chuvati 3 dĩa. Đó, một chiếc xe rod mà đi tận 3 dĩa luôn các bạn ơi, chuyển dĩa Shimano. Đó, rất xịn nha các bạn. 26 cấp tốc độ, 24 cấp tốc độ nha các bạn, 3 dĩa 8 lít, rất xịn nha. Đây con Scott của Mỹ này các bạn ơi, con này em bán giá rất ok nha các bạn. Đó, đây càng trước carbon nè, rất đẹp luôn các bạn ơi. Đó, chiếc xe rất đẹp luôn, màu đen tem vàng. Đi chớn rất ngon nha các bạn. Đó, đùm sau cũng của Scott luôn nha các bạn, đùm sau cũng của Scott luôn nha. Đây đó, đùm sau của Scott theo xe hết luôn các bạn ơi. Đó, chụp giữa nè các bạn, chụp giữa bạc đạn đây, rất đẹp nha. Đó, thì cái bộ clip của em này đây các bạn thể thấy không, cái bộ clip là bộ clip Shimano Singapore nha các bạn. Đó, 2002 nha các bạn ơi, rất đẹp luôn. Bộ clip toàn bộ chiếc xe này là bộ clip của chiếc xe này của Singapore nha các bạn, rất xịn các bạn, không phải hàng của Malaysia đâu nha các bạn. Đó, không phải hàng của Malaysia đâu nha, rất đẹp luôn.
chiếc BH này cũng của Singapore làm bộ clip luôn. Đó, của Singapore nha, không phải hàng của Malaysia luôn nha các bạn. Đó, các bạn thấy không? Hai con xe rất đẹp luôn các bạn ơi. Đó. Rồi con Scott này em để cho các bạn giá 10 triệu 500 ngàn nha, 10 triệu 500 ngàn. Em Scott này. Scott Mỹ. Em BH này là lúc nãy em có báo giá là 11 triệu nha các bạn. Đó, rồi các bạn nào quan tâm xe nào thì cứ alo, nhấc máy alo nghe cho em 0975 158 377, hoặc các bạn có thể kết bạn Zalo với em cũng số điện thoại đó luôn 0975 158 377 nha. Đó, lúc nào em cũng giữ điện thoại hết, các bạn cứ alo cho em nha. Đó, hai con xe này giá rất là phải chăng luôn các bạn ơi. Đó, rất đẹp nha. Rồi cuối clip em cũng xin chúc các bạn có ngày thật nhiều sức khỏe nha. Đó, các bạn nào thấy xe đẹp, xe ok cho em xin nút like, nút chia sẻ, nút đăng ký dưới góc phải màn hình nha các bạn ơi. Rồi xin chào tạm biệt các bạn nha, hẹn các bạn những video clip sau. Xin chào, bye bye.